để quay quay camera mà. Quay camera mới sáng. Những sự chuyển nuối từ đây mà mong chờ thấy ngọt ngào, từ bao đợi chờ làm chi nỗi đau ai ngờ tình yêu đôi ta như là mưa, bao yêu thương đã muộn màng vì quá vội vàng để rồi nát tan. Vậy mà dù sao nói không nên lời, lại rơi trên đôi mắt em từ trong. Em có thể giới thiệu về bản thân mình được không? À, dạ, lời đầu tiên cho phép em gửi tới ban giám khảo và tất cả các khán giả đây lời chào trân trọng nhất ạ. Em xin được phép tự giới thiệu, em tên là Hồ Quỳnh Hương ạ. Em có một cái tên giống với một ca sĩ rất nổi tiếng. Và em và tôi nghĩ là về với tôi thì tôi sẽ có thể khiến cho em nổi tiếng ngang ngửa với cô đấy, thậm chí là hơn. Và khi mà nghe em cất những giọng hát đầu tiên, tôi là người tin vậy lại, chắc chắn là như thế. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Tôi luôn tôi khi quay lại thì tôi tự hỏi là tôi không hiểu tại sao đến bây giờ công chúng chưa biết về em. Và lời cuối cùng tôi muốn nói là về với tôi là sự lựa chọn đúng nhất, đúng đắn nhất của em vào giờ phút này. Tôi xin lỗi anh Hùng Cường nhưng tôi xin lỗi anh Hùng Cường nhưng mà anh vừa xúc phạm tôi. Hương ơi, Hương đứng im này đi. Đứng đây, bởi vì cô ca sĩ cùng tên với em, tôi chính là bầu của cô ý. Tôi chính là bầu của cô ý. Và khi anh nói là anh có thể làm cho em Hương có thể vượt trội Hương của tôi thì tôi không hiểu liệu lúc đó anh có nghĩ tới cảm xúc của tôi hay không. Còn về phần em thì em như em đã biết, tôi chính là bầu của Hồ Quỳnh Hương. Vì vậy tôi rất có duyên với những người tên Hương. Và tôi xin hỏi là em đang cầm tờ giấy gì trên tay đấy ạ? Em đang cầm tờ giấy gì trên tay đấy ạ? Thư tình để có học. Bao học. Đây là tấm thư tình của em đây, trong người em hứa mộng. Đúng rồi. Em thưa anh là trước khi mà bước vào sân khấu này ạ, thì có một người rất là hâm mộ em ạ. Có một người rất là hâm mộ em gửi cho em một bức thư ạ. Và đến bây giờ hôm nay em hãy xem tên của người đó đi. Em hãy xem tên của người đó đi. Em đã hiểu tôi như thế nào chưa? Dạ em hiểu rồi ạ. Em rất thông minh. Xin lỗi anh Đạt. Tôi nghĩ là khi mà tôi nói là tôi có thể khiến cho thí sinh này trở nên nổi tiếng ngang ngửa, thậm chí là hơn Hồ Quỳnh Hương, đấy là tôi nói theo cảm xúc và suy nghĩ của tôi và tôi nghĩ là tôi sẽ làm được. Anh hãy chờ xem. Phải nói là thí sinh Hồ Quỳnh Hương của chúng ta đã phải chứng kiến một màn đấu đá giữa hai huấn luyện viên ạ. Và quyết định cuối cùng của bạn là thực sự đây là một quyết định rất là khó khăn đối với em ạ. Nhưng mà như tất cả các khán giả đây đã thấy ạ, huấn luyện viên Hùng Cường là huấn luyện viên đầu tiên quay lại với em. Và em tin là anh Hùng Cường sẽ biết rõ khả năng của em ạ. Nên em sẽ về đội của anh Hùng Cường ạ. Chúng ta ôm nhau thôi em. Vâng ạ, vậy là huấn
đừng cười, là có thêm một thí sinh nữa trong đội.